Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì video ngày hôm nay thì em lên lô đề 3 này nha. Lô đề 3 này hàng chưa dọn, em lên thanh lý cho mọi người nha. Thì em bán hai con này thì của video trước chưa bán, em bán nguyên lô đề 3 trong đây nha. Thì nguyên lô đề 3 hôm nay nó cơm có em 2 4 8 8 10 11 12 cây nha. Thì nguyên lô đề 3 này á, thì kích thước của nó rơi vào khoảng từ 14.5 đến 16 nha mọi người. Nhưng mà em nghĩ 14.5 ít lắm. Thì em để cho mọi người xem nha, nguyên lô này, em còn có lô này. À, có cây đề 3 nhỏ này khoảng 12 xăng nha mọi người, 12 13 xăng. Tất cả đều có chữ nha. Nha em để. Và cán của nó còn đều rất là tốt nha mọi người, không có hư hao cán tét gì nha. Cán tét con nào thì em sẽ đền cái cán khác cho mọi người. Đó. Nguyên lô đề 3 này gồm có 2 4 6 8 10 12 cây. À, mọi người em đưa cho mọi người từng cây coi nha. 1 2 Tất cả đều dày nha, chứ không có mỏng luôn nha. 3 Cán đều ok nha. 4 5 Con này về dễ dọn luôn. 6 Con này nó bị mẻ đi, tí mọi người sửa lại nha. 7 8 9 Tất cả đều có chữ hết nha. Cán to. 10 11 Con này còn 16.5 luôn nè. Chữ cán tốt rồi, coi còn tem. 12 Có bếp tiên nhỏ. Rồi, cái lô đề 3 này em bán với giá là gồm có 12 cây này em bán là 2.250.000 nha. Này là em chỉ nhận chuyển khoản em bao ship nha mọi người. Chỉ nhận chuyển khoản bao ship nha. Lô này là 12 cây, gồm có 11 cây lớn và có một cây nhỏ, đề 3 nhỏ này. Tất cả đều dày nha, con này không dày cũng 6 ly nha. Và mấy cái này còn lại là dày từ 7 ly trở lên nha. Thì nguyên cái lô này em bán với giá là 2.250.000 nha, em chỉ nhận chuyển khoản bao ship nha. Rồi mọi người chốt lô hãy nhắn tin qua Zalo giúp em nha, em chỉ làm việc trên Zalo thôi. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của em, nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Bây giờ hàng bán chậm lắm, mọi người với lại cũng làm biến bán mấy cái dao này nè, em nên em dọn kho em thanh lý bớt ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.